Ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 2 năm 2018, con đường xá có vẻ nhộn nhịp hơn ngày bình thường. Thành ra quý vị cùng chúng tôi kiên nhẫn, đừng có đi ra đường ẩu. Nói thật ở Việt Nam là sợ nhất là vấn đề giao thông. Thật sự rằng vấn đề giao thông còn nguy hiểm hơn là vấn đề ăn uống nữa. Bởi vì chúng ta quan niệm rằng nếu mà đồ ăn uống có chất độc như là những cái tin tuyên truyền xuyên tạc là hóa chất thì người Việt Nam chết hết này, không có tới 90, hơn 90 triệu dân. Bây giờ là 94 hay 98 này. Bởi vì cái luật mà hai con á, là nhà nước cũng đã bỏ rồi, thành ra để tha hồ. Nhà nào có sức được á, có sức được á, nuôi được á, thì cứ việc á, hưởng. Ngày xưa đó bố mẹ mình sinh ra rất nhiều đó, mà không có phải lo giống cho con cái như bây giờ. Bây giờ đời sống ở Việt Nam nó gần như là ở bên Mỹ rồi. Sinh một đứa con ra nuôi rất là khó khăn về vấn đề vật chất. Là gửi nhà trẻ, hồi xưa đâu có nhà trẻ, hồi xưa là cứ ra thả đứa lớn coi đứa bé rồi nó bò lê bò càng bò lê dưới đất. Bây giờ đó là ở Việt Nam rất là văn minh, con 3-4 tuổi nhiều khi bố mẹ cũng đã gửi nhà trẻ rồi. Vấn đề nó học hành thì vấn đề chưa biết, thế nhưng mà nó cỡ khoảng 5 tuổi là phải bắt đầu đi vào mẫu giáo, rất là bài bản, rất là quy củ. Con đường này quý vị thấy là mọi ngày không đông đấy, và dọc đường là giờ mấy người homeless, không phải homeless Việt Nam mà homeless Mỹ này. Thành ra đó ở Việt Nam bây giờ nói thật rằng ăn uống, nếu mà ăn uống mà chết đó thì chẳng có sanh sơ sanh sản nhiều. Và chính con trẻ em Việt Nam á, con nít á, chúng tôi ra ngoài đường thấy mập thù lù à. Vậy là bây giờ mình cũng nói theo kiểu mà bây giờ tại sao là thực phẩm Việt Nam heo, bò, gà, lợn này kia đều sinh sản nhanh, to. Người ta bảo là hóa chất. Thật sự cái đó vấn đề là người ta gọi là công nghiệp. Ở bên Mỹ bây giờ đó quý vị, ăn cá ông lâu đó, ăn cá công nghiệp nó ngon hơn là cá ruộng. Bởi vì cá ruộng nó có mùi bùn. Cá bông lau và cá chê này kia thì họ sống ở trong nó sống ở trong bùn. Thành như ăn vào nó có mùi cỏ. Còn như là cá ở Việt Nam mình ăn á, như là cá lóc sống ở sông. Đấy. Ăn rất là mà ngon và tươi. Thì gà bên Mỹ cũng vậy. Chúng tôi bây giờ 43 năm ăn toàn là gà công nghiệp, không có chết đâu. Tất cả đều là công nghiệp hết. Công nghiệp ví dụ như cá chỉ cần 2 tháng thôi á, là một cái hồ cá có mấy chục ngàn con cá này. Mà họ có nhiều cái hồ như vậy là để cung cấp cho các nhà hàng, nếu không thôi là không đủ, không đủ cung cấp. Ai mà có thì giờ đi bắt ngần cá cho nhà hàng được. Mà tinh thần ăn uống của người Mỹ đó, họ cũng cao giống như Việt Nam, chỉ có khác cái là họ không có quán lề đường đấy. Nếu mà bên Mỹ mà cho mở quán lề đường chắc là còn đông nữa. Tương đối thì ở bên Mỹ thì chúng tôi ăn những cái tương đối ở bên Mỹ chúng tôi ăn những nhà hàng thì tương đối nó sạch sẽ hơn, nó ngăn nắp hơn. Và bây giờ là để hấp dẫn khách hàng đó thì họ bắt buộc các nhà hàng phải cạnh tranh với nhau.
rồi cạnh tranh với nhau thì họ lại phải nghe là quần bàn mới, nhà hàng sạch sẽ này kia thì mới hấp dẫn được khách hàng. Và ngày hôm qua có một cái tin cũng rất là, chúng tôi nghĩ rằng rất là cảm động. Đó là nhà bà chủ nhà hàng Voda. Mấy năm trước đây thì ông chết. Ông chết năm 70 tuổi. Bà thì giờ cũng sắp xỉ, ngoài 60. Cũng sắp xỉ 70. Nhà hàng Voda nó nổi tiếng ở trên đường Track, nó có thêm một ở trong cái khu mà chúng tôi bên tay trái chúng tôi trước mặt đèn xanh đèn đỏ là rẽ vào đó, là cái nhà hàng Voda đó là rất đông khách, lúc nào cũng đông hết. Quý vị tới là chờ một tiếng đồng hồ để có bàn là rất là bình thường. Mà nếu mình đi ăn đông nữa thì lại càng chết nữa, càng chờ lâu, tại vì kiếm một cái bàn mà đông người rất là khó. Nên đi ăn thì 2 người, 4 người thì chờ, 2-3 người, 4 người thì chờ cũng mong. Thì nhà hàng này mới mở lần tuần trước chúng tôi đi ăn ở trên đường Brookhurst và đường Edinger. Quý vị đã nhìn thấy những hình ảnh mà chúng tôi ăn tuần trước. Nhưng mà cái nhà hàng mà bán cho khách Mỹ cũng có khách Việt Nam nữa, đó là nhà hàng Broda Sato. Thì nó nằm ở trên đường Trash của thành phố Garden Grove. Thì cuối tuần vừa rồi thì nhà hàng đó, đó bà chủ bà đã donate, tức là bà hiến tặng cho Hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Không có tặng cho chùa nào hết á, mà tặng cho Hội Phật giáo để quản trị, bán toàn là cơm chay. Tức là bà cho luôn cái nhà hàng đó, bà sở hữu cái nhà hàng đó và không còn phải trả nợ, trả nần gì hết. Thì bây giờ đó thì các thầy đó phải cung cấp nhân viên đầu bếp để nấu. Và con, một đứa con trai ở Houston cũng làm chủ nhà hàng, và 2 cô con gái cũng ở đây. Và tất cả đều về cùng với mẹ, rất là cảm động. Và trao cái thẻ đỏ, cái sổ đỏ. Ở bên Mỹ thì không có sổ đỏ, chúng tôi nói sổ đỏ để cho bà con ở trong nước dễ nhận biết. Đó là cái bằng khoán của cái nhà hàng đó cho giáo hội Phật giáo. Một cái hành động rất là tâm linh và rất là từ thiện và rất là thực tế. Quý vị đi chùa, quý vị tụng kinh, quý vị cầu khẩn, nhưng mà quý vị làm những cái chuyện xấu có thể không ai biết. Nhưng mà cái này thì ai cũng nhìn thấy rằng hiến tặng nguyên cả một cái nhà hàng, bây giờ biến thành một nơi để bán cơm chay. Điều đó rất khó. Bên này triệu phú ở bên Mỹ hiện tại bây giờ đã có khoảng chừng 9 tỷ phú người Việt Nam. Thì bà Broda này chưa nằm vào trong cái thành phần của tỷ phú, nhưng bà đã làm những cái công việc chúng tôi thấy rằng rất là xúc động. Có một cái điều đó rất là buồn cười, người ta mời mấy giờ thì không biết. 2 ông thị trưởng Tạ Đức Chí và ông phó thị trưởng của Garden Grove là ông Bùi Thế Phát, 2 ông cùng tới trễ. Mà trong cái video không cắt luôn, quý vị vào trong đó quý vị nghe vào freevn.net. Free tức là tự do, VN là chữ Việt Nam viết tắt. Okay. Quý vị nhìn thấy đằng trước mặt chúng tôi đây là, lát nữa chúng tôi sẽ quay cho quý vị nhìn coi những một cái khung cảnh Tết ở cái khu vực này. Okay. Đây là khu vực đường Brookhurst và đường Westminster. Thì 2 ông tới trễ, và cái cô Thủy đang là chủ tịch của Hội đồng Thương mại thành phố Westminster. Cô đã nói vui lắm. Trễ rồi, khai mạc rồi, bây giờ thì bắt đầu phát quà.
Tức là coi như cái phần phát biểu của mấy ông không có. Người ta mời mấy giờ thì không biết là cái phải canh giờ mà đi cái chơi cái kiểu đồng tiền giờ cao su như Việt Nam hay là như đám cưới làm sao được. Cái đám cưới đó thì họ bắt buộc họ phải chờ. Lý do rằng á, nếu mà mở đúng giờ đó thì khách họ tới họ thấy khai mạc rồi họ bỏ đi về thì mất luôn cái tiền. Mất lên cái tiền mừng. Mà mất tiền mừng thì lỗ một cái bàn tại vì đã đặt chỗ rồi. Mất cái chỗ ngồi, một cái chỗ ngồi. Bây giờ một cái đám cưới bây giờ đó thưa quý khán giả, không có rẻ đâu. Chi phí đủ hết. Một cái chỗ ngồi cỡ khoảng chừng là nếu mà quý vị đi mừng 200 đô la là coi như cô dâu chú rể lỗ. 300 đô la thì coi như huề vốn. Là bởi sao? Nhà hàng nó tính một phần ăn đã hết 30 đô la một người rồi. Hoặc là 50 đô la một người thì một cái bàn nó 500. Thông thường thì từ 50 cho tới 100 đô la một người. Và một cái bàn đó là 1.000 đồng. Nhưng mà cô dâu chú rể là phải trả tiền cái gì? Trả tiền trang hoàng, trả tiền quay phim, chụp hình rồi ra ngoại cảnh. Thành ra các lớp trẻ bây giờ đó hầu hết nó không có làm đám cưới. Không làm nữa. Nó bảo là đây là đám cưới của con làm. Bố mẹ cứ việc ngồi. Bây giờ ngày xưa đó thì mình đặt con. Bố mẹ đặt con ngồi đâu thì con ngồi đó. Bây giờ con đặt bố mẹ ngồi đâu thì bố mẹ ngồi đó. Vâng, thì bây giờ chúng tôi, lát nữa chúng tôi sẽ chạy vào.